chuyện nhìn thấy một người rất là mảnh mai nhưng mà cái tinh thần rất là mạnh đấy chị. Đối với chị thì không có việc gì là khó, chỉ còn cái mình quyết tâm mình làm thì sẽ được nha. Thì với em biết là 15 trước khi mà chị thăm biết về New Skin là chị đã có mười mấy năm kinh nghiệm trong ngành về MLM nha. Thì đối với chị, bất cứ một công việc nào khi mà chị chuyển qua một cái gì đó mới thì phải có những cái khó khăn. Thì chị có thể deep down bên trong chị nhớ lại coi chị có những cái khó khăn gì mà khi chị bắt tay làm việc với New Skin hay không. Cảm ơn Tony. Chào tất cả các anh chị ha. Hiện bây giờ cái khó khăn nhất của chị là nói chuyện trước một cái người ngồi đó. Tại vì các anh chị ơi, đây có thể nói là lần đầu tiên nha mình nói chuyện mà anh đó ngồi dưới nghe. Anh nên bình tĩnh tay lại nha, đừng quyền quay phim mà không được nghe. Dạ, giống như tôi đi nói, nếu mà bây giờ nhìn lại lúc mà bắt đầu với New Skin á, có gì khó khăn hơn? Cái đó là một cái câu hỏi rất là nhiều người hỏi mình, cũng như ông xã hỏi hai vợ chồng. Thì cả hai vợ chồng nhìn nhau và sau đó tìm không ra câu trả lời là tại vì thật sự đó, nếu mà nói hỏi có gì khó khăn không đó thì mình hoàn toàn không thấy có gì là khó khăn hết. Nhưng các anh chị biết không, mình nói mình không thấy khó khăn không phải là mình không gặp những cái khó khăn, không gặp những cái từ chối như tất cả những cái anh chị, tất cả các anh chị em ở đây đã chia sẻ. Các anh chị biết người bạn thân nhất của mình từ chối mình, cái người dĩ nhiên cái khi mà mình làm đó thì cái người mà mình tin tưởng rồi đó, cái người mà thân nhất của mình á, cái chuyện gì mình cũng chia sẻ được hết. Thì cái chuyện đầu tiên là mình chia sẻ cái niềm hào hứng của mình khi mà mình tìm ra một cái cơ hội, thì cái người bạn đó nói một câu nói tại sao mà dùng hết chuyện làm sao giống như làm chuyện tào lao như vậy. Thành ra cái đó, điều đó nặng lắm Tony, nặng lắm. Nhưng mà mình vẫn cười, mình nói không sao, it's okay, từ đó là mình không nói. Hay là mình cũng có gia đình của mình, tới có những người 2 năm, 3 năm sau mới bắt đầu xài sản phẩm, có những người bây giờ 5 năm, 6 năm sau, tức là hay là mình vẫn đi ra ngoài mình gặp có những người từ chối mình. Nhưng mà đối với chị đó, chị không, đối với mình không có coi cái điều đó là cái điều một cái khó khăn, là tại vì mình có một cái mục tiêu thật rõ và một cái mục tiêu lớn hơn và một cái động lực lớn. Thành ra các anh chị thấy khó khăn là tại vì cái mục tiêu của các anh chị có thể không rõ, hoặc là cái động lực của các anh chị không đủ lớn. Tại vì khi các anh chị có một cái mục tiêu rất là rõ và cái động lực đủ lớn rồi đó, thì các anh chị sẽ coi cái khó khăn nó giống như cái hòn núi, nó chỉ là một viên sỏi thôi. Còn nếu không, các anh chị gặp một cái khó khăn như viên sỏi, các anh chị sẽ coi nó giống như một tảng đá khổng lồ. Thành ra... Wow! Thành ra nói, em thấy rằng cái câu chị nói của chị rất là chí lý. Cái khó khăn, nó khó hay dễ, ăn thua mình thôi. Ăn thua trong cái suy nghĩ của mình thôi. Anh chị cho nó khó thì nó sẽ khó. Mà nếu như chị cho nó dễ thì nó sẽ dễ, đúng không chị? Và cái chính xác là mình phải biết mình muốn làm cái gì. Và thường thường đó các anh chị, mình muốn giống như mình. Mình có, khi mà mình bắt đầu làm cái gì đó, mình có một cái mục tiêu rất là rõ. Và mình nhìn mình, nếu mà xuyên qua cái công việc này đó, 5 năm nữa mình thế nào, 10 năm nữa mình thế nào, chứ mình không có nhìn bây giờ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm các anh chị. Là tại vì á, khi mà mình nhìn thấy cái tương lai mình rõ mình, và mình so sánh với nếu mình không làm như vậy, mình vẫn tiếp tục làm cái gì mình đang làm, thì 5 năm sau mình sẽ thế nào, 10 năm sau mình sẽ thế nào. Và khi mà mình so sánh hai cái hình ảnh đó, mình có một cái câu trả lời nó rõ ràng rồi các anh chị, là các anh chị cứ go ahead, do it. Wow. Thì đối với chị là không có gì mà khó có thể cản bước chị khi mà chị đã quyết định chị làm. Đúng. Thì một câu thứ gì nữa nè, thì em biết là chị là một trong những người đầu tiên của người Việt Nam mình đưa cơ hội New Skin cho cộng đồng người Việt của mình. Có thể nói trong cái phòng này, có thể nói là con cháu của anh chị hết. Tất cả anh chị đúng không chị? Tất cả anh chị trong này đều là con cháu của anh chị. Thì khi mà chị tham gia vào công việc New Skin này, thì chị đã có cái tầm nhìn là cơ hội New Skin này sẽ giúp được gì cho cộng đồng người Việt? Cảm ơn Tony. Khi mà mình với anh Điên gặp cái cơ hội New Skin, thì mình thấy những cái cộng đồng khác đó, những cái cộng đồng, những cái sắc dân Á Châu khác họ rất là thành công với New Skin, giống như những người Nhật, những người Hàn Quốc, những người Tàu, và đặc biệt nhất là những người Nhật rất là thành công trong thời điểm đó. Và mình nhìn quanh, mình có một cái lần đó, cái convention đầu tiên của mình nhìn quanh, mình thấy
hoàn toàn là không có người Việt Nam trong đó. Và do đó mình và anh Điên quyết định là, nhất là anh Điên có một cái quyết định rất rõ, đó là hai vợ chồng mình chỉ tập trung vào những cộng đồng Việt Nam, là tại vì mình muốn xuyên qua cái cơ hội này đó, mình muốn cho chứng tỏ cho mọi người thấy là người Việt Nam của mình không làm thì thôi, làm thì sẽ làm rất giỏi và sẽ là làm hơn những cái sắc dân khác nữa. Thành ra mình muốn là hai vợ chồng mình có cái mục tiêu rất rõ, đó là muốn xuyên qua cái cơ hội này để mình kết nối người Việt Nam ở khắp mọi nơi và Yeah. Cảm ơn chị rất nhiều. Và điều đó đã chứng minh là sau 6 năm thì cái sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam mình rất là mạnh. Chị cũng muốn nói thêm đó là tại vì mình rất là tự hào mình là người Việt Nam, các anh chị. Mình sống ở nước ngoài 40 năm, mình sống ở Pháp 14 năm và 26 năm ở Mỹ. Thì mình rất luôn luôn mình tự hào mình là người Việt Nam và luôn luôn mình tự hào là người Việt Nam của mình rất là giỏi. Và khi mà mình không làm cái gì thôi, mình làm cái gì là mình phải làm hơn những người khác. Thành ra bây giờ cái do đó đó, khi mà bắt đầu Nu Skin đó, dĩ nhiên mình có những cái sắc những người xung quanh, giống như trong những cái quá trình làm việc của mình, từ hai vợ chồng mình từ trước mình có rất là nhiều cái mối quan hệ với những người Phi, những người Mỹ, những người khác. Nhưng mà khi mà mình tập trung vào Nu Skin đó, mình chỉ tập trung vào duy nhất là người Việt Nam, là tại vì là tại vì có thể nói là cái ước mơ, cái ước mơ, nhất là cái ước mơ của anh Điên là mình muốn nhìn thấy những người Việt Nam của mình qua cái cơ hội này thành công. Và cái điều đó là cái điều vui, nhất là sau này mình có những anh chị em rất là giỏi và tiếp tay cho cái ước mơ đó nó thành hiện thực và lớn hơn. Ví dụ như ở đây có anh An, có anh Tuấn, có Tony, có những người này người kia, thành ra vui vô cùng. Thì một lần nữa thay mặt cho tất cả anh em cảm ơn vợ chồng chị rất là nhiều cái cơ hội để cho cộng đồng người Việt Nam của mình.